Sinh nhật Bình Tinh ngày mai mà Vũ muốn là bất ngờ cho Bình Tinh luôn, và điều đặc biệt là Maika. Cái Maika đã làm một cái bánh sinh nhật, cái bàn ủi cho Bình Tinh rất là dễ thương. Và hôm nay là đó, chia sẻ đi mọi người ơi. Ok ok, được, bắt Long ăn đi, bắt Long cứu ăn luôn đi. Đây là bác sĩ Long.
Bắc Long ở Đại học Y Dược đã chữa bệnh, đã chữa trị cho nghệ sĩ Vũ Linh. À. Còn cô gái này hôm nay đó là bệnh nè. Bệnh nhưng mà đang bị sốt, nhưng mà Nhật Kim Anh bị sốt nhưng mà vẫn ra chơi với mọi người. Đó, Nhật Kim Anh dễ thương chưa? Đó, còn Ni hôm nay mặc cái áo rất là dễ thương nè, đó cái túi nè, đó cái tay dễ thương không? Đó nè, đó bàn tay của Ni dễ thương lắm nè. Hôn cái nào? Đó, hôn cái bàn tay Ni cái nào? Lan ăn đi em. Em gái ăn đi. Ăn đi. Anh ăn. Ăn mà. Em ăn đi. Anh đến cho em nha. Không ăn gì, ăn cái trộn đi, cái quả trộn chay cũng ngon lắm. Không mà đẹp vậy. Bánh mèo ha. Em ơi. Cho anh 10 chén bánh bèo, 5 chén bánh bèo nha. Cho 5 chén bánh bèo cho bạn đi nha. Bệnh có ẩm thực Trần là có rất nhiều món, ẩm thực Trần có nhiều món ngon lắm mọi người. Có rất nhiều món rất là ngon. Ở ẩm thực Trần là có bánh tráng, thịt heo hai đầu da nè, cá nục Nhật nướng nè, bánh bèo, đặc biệt là mấy cái món mì Quảng của Trần rất là ngon. Mắm nêm đi. Ấy mà mắm nêm ở đây đặc biệt là làm bằng cá thu nha. Mắm nêm cá thu rất ngon. Tại đây có nè em, đang chế cho mọi người. Cảm ơn em gái, cảm ơn Mika. Mắm nêm cá thu rất ngon. Quán Trần nổi tiếng nè. Dạ, quán Trần nổi tiếng lắm á. Nổi tiếng từ Đà Nẵng hả anh hả? Đúng rồi, quán Trần nổi tiếng là Đà Nẵng. Đà Nẵng là chi nhánh đầu tiên ở Sài Gòn. Chi nhánh đầu tiên và duy nhất ở Sài Gòn. Thì đâu cần phải ra Đà Nẵng ăn nữa, ở Sài Gòn mình cũng được ăn mà. Ăn hả? Vậy thì ăn đi. Đúng rồi. Ăn đi. Nhưng mà ra Đà Nẵng thì phải ăn. Đúng rồi. Không gian ngoài đó đẹp. Đúng rồi, ngoài không gian ngoài đó đẹp. Phương Lê đang chạy lên, Phương Lê đang chạy qua. Ai gặp Phương Lê làm ơn kêu Phương Lê về giùm gấp đi. Phương Lê đang trên đường về, đang ở miền Tây chạy về. Ủa không hề ăn rau luôn á hả? Ủa sao da mặt em đẹp vậy? Bạn gái bia hả? Ngon quá chủ ơi. Ngon. Em ăn mà ngon như là em đang ăn ké luôn á. Ôi dù kì à. Không có dính vô đâu. Gờ em được không? Gờ cái con em nó bên em dễ sợ quá à. Đó. Dễ sợ kìa. Này nè. Này nè. Ủa hả? Nó gì đâu. Dạ. Ủa mình biết rồi kêu bản gì ăn kìa. Đó. Đó. Thì đó ai đứng mà mẹ cũng được á. Ăn đi bi. Nơi sinh nhật em à. Đi qua cũng không cho nữa. Đó, gờ cũng không cho nữa. Chó gì mà bệnh chủ đấy ghê luôn à. Mình ơi. Đi. Chỗ em đang có cái clip mà bữa hôm á Long Vũ đi diễn thời gian á. À. Long giữ clip đó mà Long vui. Không bóp luôn hả? Thôi đừng bóp đi ghê lắm. Đúng rồi. Ok. Ủa vậy là hai đứa mình quay qua quay lại Vũ quay Long, Long quay Vũ vậy đó hả? Ê, ăn mực đi, mực ngon. Mực nha. Chưa có Phương Lê đang chạy về đúng không? Lê đang chạy về. Ni, em Loan em gọi coi chị hai đâu rồi. Phương Lê đâu Ni? Hai trên đường anh. Vậy hả? Về gần tới chưa cưng? Dạ, về gần tới. Vậy hả? Nó đâu rồi? Chị ta có bèo không vậy? Có. Chị kêu chưa? Anh nghĩ là Nhật Kim Anh nên ăn nước mắm chứ đừng ăn mắm nêm. Mắm rất ngon. Anh cuốn một cuốn em ăn cái mắm này ngon lắm. Ho đó, mắm nêm nó ho dữ lắm đó. Mắm ăn cho nó cay, cho nó hết luôn. Thôi lấy đậu chị đậu đi. Mắm nêm ngon mà hôm, mắm nêm ngon mà hôm. Hồi nãy nè, em chấm cho mắm nêm ngon được rồi. Ốc ơi, mẹ. Ốc này ốc. Ốc ăn duyên quá
cái miệng rồi, cái miệng ăn duyên rồi, xin chưa? Ba cái son màu gì mà sao màu lông yến xe vậy mẹ? Ốc ăn mà xinh quá, ốc này xinh đẹp quá à. Anh để cho chị em ăn đi mà. Phương Lê ơi, em về đi em ơi, em đang cao tốc. Phương Lê đang cao tốc nha. Phương Lê đang cao tốc, Phương Lê nhắn lên đây nè. Phương Lê ơi, Lê em về đi. Lê đang bị kẹt xe. Anh nói Phương Lê bị kẹt xe. Mẹ xoài đang kẹt xe. Không nói được. Em là Kim Tiểu. Đây Kim Tiểu nè, đó. Kim Tiểu, tiểu thư một người dân. Nước này gà chung một mẹ chớ hoài đá nhau. Dễ sợ. Quá trời, hôm nay là chơi xin đấy. Buôn em buôn, ngoan gì chưa buôn? Ủa? Bình tĩnh. Phải uống bia. Hồi đó uống nhiều lắm. Phương Lê đang ở cao tốc nha mọi người ơi. Tại sao? Vô mới chuẩn bị gì? Bình tĩnh. Đó. Trời vô trắng tươi luôn trời. À, xinh quá trời. Ngại quá. Hello. Đem lấy bụng mà chị để vô. Đếm đếm liền, đếm liền hả? À, mình ăn tiếp nha, mình ăn tiếp đi. Em ăn đi. Nguyên Vũ rất là chu đáo. Nguyên Vũ rồi. Đây là mì Quảng Trai nha cả nhà. Dạ, mì Quảng trộn ở quán ở đặt ẩm thực cũng có ẩm thực Trần có mì Quảng trộn ngon lắm. Chay. Trộn mà chay ngon. Trộn chay. Ngon em, ngon chứ hả? Mì Quảng trộn ngon á. Lần đầu tiên biết có mì Quảng trộn chay mọi người. Ủa alo, hai đứa uống bia, hai đứa chàng tay nhau nó uống thử gái coi. Đó. Trâm ơi, Trâm nhìn kìa Trâm. Ủa được luôn hả? Ủa sao tao lại? Mọi người đang đợi Phương Lê về. Lê có người ta nhắn là Nhật Kim Anh xinh quá kìa. Dạ. Đây Nhật Kim Anh xinh quá nè. Đó, Nhật Kim Anh xinh quá, Nhật Kim Anh. Có mực chưa? Đại hội trai xinh gái đẹp mọi người ơi. Chị Phương Lê chưa về hả? Lê chưa về, Lê đang trên cao tốc. Lê về đi Lê, nhanh đi Lê ơi. Lê đang bị kẹt cao tốc. Để đó Phương Lê. Có bác sĩ Long đúng rồi mọi người. Có bác sĩ Long nữa. Dạ bác sĩ Long đây. Bác sĩ Long bên đại học Y Dược Dân Tộc. Cho nhỏ ăn đi kìa. Chóp đông nhóm. Dạ anh cứ ăn đi. Ở đây có tôm đứt rang ngồi người ngon lắm nè. Dữ lắm. À, em anh đang ngồi livestream. Ừ, sao thấy chưa? Luôn livestream đang chiều. Bên kia có là phải không? Không biết luôn kìa. Bình tĩnh sao Vũ Lân không tới vậy? Anh hai em không tới. Vậy hả? Ừ. Tác luôn. Cảm ơn em Nguyễn Khoa Hoa. Vui quá chúc bình tinh sinh nhật vui vẻ đẹp và có ai muốn bắt phiếu không? Tên ơi. Cái trà phiếu không có tên anh đâu nha. Dạ. Bác sĩ Long đẹp trai hả? À? Đó là bác sĩ Long đẹp trai rồi chết rồi.
Bản bác sĩ Long ở ngoài rất đẹp trai, rất phong độ nha mọi người. Ủa, anh Long ấy dân mỹ lắm. Ba đứa à? Bác Long ở ngoài rất là phong độ, rất là đẹp trai. Ôi chết cha, địa chỉ 278 nha mọi người. Ủa, anh ghé 178 hả? Ôi chết cha, ẩm thực Trần 278 nha mọi người ơi. Chứ không phải là 178 nha. Đâu, địa chỉ ẩm thực Trần đây. Đó. Đây, địa chỉ của ẩm thực Trần 278. Những món ăn rất là ngon, đặc biệt là những cái món miền Trung. À, ẩm thực Trần là có một dàn mắm nêm ngon lắm nè. Ăn đi, ăn đi, đừng la lên nữa. Ni ăn được không Ni? Ăn đi mà, ăn duyên mà, Ni ăn duyên, không thấy một người trẻ đâu. Không, bây giờ vậy nè. Đây nè, đút cho bé, đút cho mẹ Ốc nè. Nè Ốc ơi. Đó. Chết cha. Nè. Không, đây nè. Một con nữa đi, ngon lắm. Nè. Rồi, ok. Nè, ngon nè, Ốc cho mẹ Ốc nè. Ồ. Ốc rất là ngon. Cái gì, vụ gì? Em ăn món này món gì? Món gì anh gọi là món gì? Bánh tráng thịt heo hay đầu da. Bánh tráng nem ngon, bánh ngon. Mấy ăn nhà ngon nha. Ngon. Đó gì nó rửa. Rồi, có mực đó, mực ấy cho bé bùi nè. Rồi, nãy hết nguyên con rồi. Mới con không? Nè, đúc cho bé này. Hello. Không có đi. Thôi mà mình bóc bó mình như. Anh dừng không? Không, anh không dừng, anh không dừng, anh không dừng. Anh đúc đàng hoàng, không dừng. Đó. Em đừng cắn ngón tay anh là được rồi. Anh đừng có dụ em. Cổ Lan em đâu có uống bia đâu mà mặt em đỏ vậy Lan. Mắc cỡ đỏ vậy. Mắc cỡ đỏ á. Trời, em gái tôi nay bé mắc cỡ đó kìa. Lần đầu tiên em gái tôi ăn mà mắc cỡ chứ. Bình thường vô ngồi ăn là nó ăn không à. Nó không quan tâm ai đó. Bây giờ đây là em bào nè. Nè bào nè. Bào luôn à. Ủa cái chén này chắc là chén bé buôn mà. Không có nóng chỉ em hoài vậy hay. Bên, anh làm cái gì mà cái mặt em thấy ghê vậy? Bức tài vô. Mặt em nó đỏ lè. Không mới hồng, tại mới hồng, mặt em mới hồng nhiều. Ai đã hôm nay ai đánh mặt em mà mới hồng dữ vậy luôn. Trời ơi, chết rồi. Anh chỉ máy cho em coi. Dạ, xin giới thiệu đây là con trai của Long. Đúng rồi. Đó, con. Đúng rồi, đó con em đó. Ủa vậy là cuối cùng là 17 hay 78? Nè, cho con cái con tôm này ngon lắm nè, con ăn con tôm ngon lắm, không ăn tôm à? Đó. Mẹ của bé. Trời ơi, buôn nó ăn mỡ không à má ơi. Đó, không? Mẹ của bé đi thật xa. Biểu cảm như vậy, biểu cảm như vậy, biểu cảm như vậy.